Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Daihatsu Gencha có năm sản xuất 2010, đăng ký lần đầu 2011, mang biển kiểm soát 19A 23004. Hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì cứ alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho các bác được xem này. Vâng, sơn si của chiếc xe màu đen các bác nhé, rất là sáng bóng sạch sẽ, bản sedan hai đầu, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Một mẫu xe Daihatsu Gencha. Số sàn máy 1.2, hàng nhập khẩu máy của nó 1.2 các bác nhé. Trang bị 4 bánh nhau đúc nguyên bản, tích hợp xi nhan bên sườn. Một mẫu xe Daihatsu Gencha nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Sơn si sáng bóng sạch sẽ. Xe rất là đẹp các bác nhé. Hai cụm đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau. Chiếc này đã được trang bị màn hình cam nồi đầy đủ. Đó các bác xem, rất là đẹp các bác nhé. Sơn si màu đen. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhé. Đó, gầm bệ này, gầm bệ chắc lịch, côn số ngọt ngào. Xe gia đình các bác nhé, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe Daihatsu Gencha bản sedan hai đầu. Vâng, đây là phần giá nốt của xe này. Đây có xe này, lốp dép này, rất là đẹp các bác nhé. Đấy, phần cua lốp này không hề mục mọt quá nhé. Trang bị 4 bánh nhau đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Ghế da trang bị màu đen. Đó, ghế da màu đen các bác nhé. Nguyên bản thân máy sản xuất. Trần nỉ đây, trần nỉ nguyên bản theo xe. Phần táp lô táp vi của cánh cửa đằng sau bên phụ này, hốp bật lề. Phần cột kéo đinh bấm. Nguyên bản theo máy sản xuất các bác nhé, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Tất cả khung cánh cửa các bác này rất là đẹp, không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhé. Keo chỉ, keo chỉ đều lắp zin nguyên cả xe các bác nhé. Một chiếc Daihatsu Gencha nhập khẩu. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 190 triệu đồng, 190 triệu đồng cho một chiếc Daihatsu Gencha, bao gồm phí rút hồ sơ. Chiếc này được trang bị màn hình cam nồi đầy đủ các bác nhé, cũng như túi khí này. Đấy, túi khí ABS đầy đủ, hai túi khí an toàn. Táp lô của nó rất là đẹp luôn các bác nhé. Nội thất cực tươi, ghế da màu đen.
hốc bờ lề của nó này. Chưa hề động đến ca lê mỏ lết. Phần cột kèo, cột kèo đinh bấm zin. Đó, zin nguyên bản quá nhá. Táp lô táp đi của cánh cửa đang trước bên phụ này. Đây là tất cả khung cánh cửa. Không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá. Keo chỉ này. Phần keo chỉ của nó đều tấp tấp luôn. Một chiếc Daihatsu Gencha nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, số sàn máy 1.2, đăng kiểm đến tháng 10 năm 2020. Phần nóc xe của nó này không hề có dấu hiệu mục mọt quá nhá. Lốp dép rất là đẹp. Phần cua lốp này không hề có hiện tượng mục mọt quá nhá. Một chiếc Daihatsu Gencha sản xuất 2010, đăng ký lần đầu 2011, số sàn máy 1.2, hàng nhập khẩu đi cực lành các bác nhé, tôn vỏ dày, gầm bệ chắc. Còn đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đang đằng sau bên lái các bác này. Đó các bác xem, rất là đẹp các bác nhé. Daihatsu Gencha nhập khẩu, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, chỉ có 190 triệu đồng. Bên em có bao phút hồ sơ. Cột lè của nó này chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác nhé. Cột kèo, cột kèo đinh bấm zin. Đây bốn quả lốp của nó các bác nhé, rất là đều nhau luôn. Cua lốp này không hề có dấu hiệu hiện tượng mục mọt các bác nhé. Còn đây là phần táp lô táp đi của cánh cửa đang đằng trước bên lái này. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Đấy, khung cánh cửa đây các bác xem, rất là mọng luôn các bác nhá, đẹp luôn. Keo chỉ zin. Đây ốc ác này. Đấy, ốc của hốc bản này chưa hề động đến ca lê mỏ lết luôn. Cột kèo này, cột kèo đinh bấm các bác này, zin nguyên bản các bác nhá. Và sau đây em sẽ tiến vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Đó. Hàng nhập khẩu đây này. Mở cốp ở đây các bác nhé.
Vâng, đây là phần cốp sau xe này, rất là sạch sẽ các bác nhé. Bản sedan hay đầu thì cốp của nó rất là rộng rãi. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ này khá là ok các bác nhé. Tất cả những đinh bấm nguyên zin theo nhà máy sản xuất. Đó. Lớp lề của nó nguyên bản quá này. Đấy, tất cả những cái lỗ của nó này. Đó. Vuông tét đẹp luôn các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến vào phần lốp sô cua này. Vâng, đây là phần lốp sô cua các bác nhé. Đấy, lốp sô cua này. Sàn xe này không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Bô lăng 4 chấu. Đấy, tất cả những cái kẽ của nó này còn rất là đẹp các bác nhé. Và sau đây em sẽ lổ máy lên này. Vâng, máy đã lổ các bác nhé. Máy lổ cực êm luôn. Bật đồng hồ này. Đó. Phun nước gạt mưa, hoạt động rất là trơn tru. Màn hình cam nồi đầy đủ. Đấy, cam nồi đầy đủ quá nhá. Quả số của nó này rất là đẹp các bác nhé. Phanh tay này, điều hòa của nó cực mát luôn. Đó các bác xem, rất là ok. Táp lô của nó rất là đẹp. Tất cả những cái ốp cột này. Đấy, nó còn khít thì khít các bác nhé. Trần nỉ nguyên bản theo xe, chắn nắng hai bên đầy đủ. Có cả gương trang điểm này, hộp đựng kính này, gương chiếu hậu này. Gương cụp xe này. Đó, nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Một chiếc Daewoo Gencha nhập khẩu. Hoạt động rất là trơn tru luôn. Kính nhân xuống này. Đó các bác xem, rất là ok các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Daewoo Gencha các bác này. Máy móc của nó này khô ráo sạch sẽ các bác nhé.
Đấy, không hề có hiện tượng gì rò. Tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok các bác nhé. Cam kết với bạn là máy số zin, chưa hề động đến kale mỏ lết từng con ốc các bác này. Đấy, tất cả đinh bấm răng chật, ụ giảm sóc nó nguyên bản các bác nhé. Máy thì không hề có dấu hiệu gì dầu chi. Đấy, đinh bấm răng chật các bác này, nguyên bản, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Máy móc cực ngon luôn. Hàng nhập máy của nó 1.2 đi tích rất là tiết kiệm nguyên liệu các bác nhé. Đây này, ốc lắp cabo chưa hề động đến kale mỏ lết các bác nhé. Keo chỉ zin, keo chỉ zin, máy số zin. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Daewoo Gentra có năm sản xuất 2010, đăng ký lần đầu 2011. Phiên bản số sàn máy 1.2. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 190 triệu đồng. Qua nào mà đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.